Đẹp ghê không mọi người ơi, cái bông hoa này nhiều cái mặt hoa ít gặp về thị trường đẹp. Quá đẹp chưa? Bà tử luôn. Tháo hoàng cam nào mọi người, đang rừng tháo hoàng cam. Kiếm đang ra, kiếm rừng đang ra bông nè mọi người. Đó, nhìn dầu bông á. Để tôi hỏi nhưng mà quá trời nè. Đó, đây nữa nè. Cái thằng kia nó nói ngày mai á, xuống xuống này. À, nhìn dầu bông dài nè. Bông nó nè mọi người. Rồi con của Hùng á, nó treo cho cái đen à. Là nó làm cái chương trình nó biết giá xem là thế nào á. Hãy yến ra bông. Ủa cái cây này bà câu à? Tính dục rồi nó đủ mẹ cái bông quá đáng nó vậy nhưng mà chưa nở mà đó bạch câu à. Bạch câu chưa nở nở rồi nó nở giờ sao giống chim bồ câu ha ở chú mai hồ nó nở ra rồi sau bây giờ nó túm lại chứ nó nở ra có bông trắng đã nó đủ quá cho cái ngọc mùa này hải yến ra bông chuẩn bị ra bông quá trời. Hello everyone, watch this video, if you find it interesting, please subscribe to my YouTube channel, and recommend everyone to subscribe to my channel, thanks a lot.
kiếm ra hoa quá trời, quá rồi, quá trời vô bông luôn. Đây, đây là bạn. Xe xịn có đại gia, gia chiến võ này. Đây em lấy giờ. Thảo hồng cam à. Thảo hồng cam à, lên rừng. Tam bảo sắc ra bắp mọi người. Tam bảo sắc lên rừng.